bạn, chào các bạn, chào các bạn. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng triệt lông ở nhà cùng với nhau nhá. Mình biết là khi mà thấy cái tiêu đề video này thì một số bạn sẽ thắc mắc: ủa Giang, không phải là Giang đã đi spa triệt lông vĩnh viễn rồi à? Đúng, thực tế là mình đã hoàn thành một cái gần hết một cái quy trình, một cái liệu trình mà người ta suggest là tiêu chuẩn rồi. Tuy nhiên là sau đó mình mang bầu. Mang bầu thì không thể làm được nữa. Cái hormone và cộng với cái thời gian mang bầu nó làm cho cái lông nó mọc lại. Và nếu mà các bạn đã từng mang bầu thì các bạn sẽ biết là những cái hormone của cái thời mang bầu đó thì nó rất là mạnh. Đấy, cái màu lông nó mọc lại nó ở một cái mức độ khác. Và đối với phụ nữ đó thì cái thời gian mang bầu và cái thời gian cho con bú là cái thời gian mà không có nên sử dụng những cái ánh sáng này để triệt lông. Bởi vậy cho nên là mình không có làm cho đến khi mà mình cai sữa cho con thì mình mới bắt đầu tự làm tại nhà. Bởi vì sao? Bởi vì mình không còn thời gian đi spa nữa. Đâu có còn thời gian đâu, đúng không? Mình còn phải chăm con mà. Phương án phù hợp nhất với mình ở thời điểm hiện tại đó là tự dùng máy ở nhà. Và mỗi cái lần làm thì mình sẽ chỉ mất khoảng 20 đến 25 phút thôi, thay vì là 1-2 tiếng, nếu không muốn nói là nhiều khi là 3 tiếng đồng hồ cả đi cả về đi spa đó. Thế thì nó phù hợp hơn với mình. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ chia sẻ với nhau cái quy trình để làm cái việc ấy nhé. Ngày hôm nay thì để làm cái video này mình sẽ xử lý hai cái vùng phổ biến nhất. Và nó cũng hơi khác nhau một chút để các bạn có thể thấy là đặc thù hai vùng khác nhau thì là chúng mình sẽ xử lý khác nhau như thế nào. Một là vùng chân. Đây là cái vùng mà có thể nói là chịu đau được giỏi nhất trong tất cả các vùng ở trong cơ thể. Và vùng thứ hai là vùng dưới cánh tay. Đây là cái vùng mà nó hơi nhạy cảm hơn một chút xíu. Không phải vùng nhạy cảm nhất, thế nhưng mà nó hơi nhạy cảm hơn một chút xíu. Thì là chúng mình sẽ xử lý hai cái vùng này ngày hôm nay. Đối với cá nhân mình đấy, thì từ cái lúc mà mình dứt sữa đến giờ mình triệt lông tại nhà đều đặn đấy thì cũng đã là khoảng 1 năm rồi. Thế cho nên là thực ra bây giờ thì lông nó cũng đã kiểu như là cơ bản là nó hết rồi. Cho nên là các bạn sẽ không có thấy nhiều. Tuy nhiên là mình vẫn sẽ làm để cho các bạn xem là cái cách mà chúng mình làm là như thế nào. Đâu đó mình cũng vẫn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cọng lông lơ thơ random ở đâu đó. Bây giờ chúng mình sẽ cạo lông đi. Một chiếc dao cạo như thế này và một cục xà bông. Mình sẽ làm ướt chân. Sau đó mình sẽ dùng xà bông để mình thoa lên cái đã. Ở ngoài tiệm thì người ta hay bán cái kem để mà xịt lên, bọt để mà xịt lên xong rồi cạo lông đó. Thì đối với mình thì là mình không cần sử dụng cái bọt đó, mình chỉ cần sử dụng xà bông hoặc là sữa tắm thoa lên là da nó đủ trơn để mình cạo lông rồi. Đối với chân thì mình sẽ cạo như thế này. Các bạn có thể dùng dao cạo hoặc là các bạn có thể dùng kem tẩy lông đối với những cái vùng mà nó khó cạo hơn, mà các bạn có thể là thấy nó hơi lắt léo, nó hơi khó nhìn để mà khó cạo đó, thì là các bạn có thể sử dụng kem tẩy lông. Lý do tại sao chúng mình sử dụng dao cạo hoặc kem tẩy lông là bởi vì nó sẽ để lại cái chân lông ở dưới da, nó chỉ dọn đi cái phần lông ở trên da thôi. Và cái việc này là rất quan trọng, tí nữa mình sẽ giải thích cho các bạn sau. Bây giờ chúng mình cạo hết lông đi đã nhỉ. Xong, sau đó thì các bạn sẽ lau khô da. Sau khi mà lau khô xong đó thì là mình không bôi bất cứ cái gì thêm nha. Mình không bôi gel, mình không bôi lotion, mình để cái da như vậy. Cái tiêu chí của cái làn da trước khi mà mình thực hiện triệt lông đó, thứ nhất là phải sạch khô này, thứ hai là phải cạo lông rồi này, và thứ ba là không có bị thương hay là không có vừa mới tẩy da chết hay là vừa mới đi phơi nắng, tắm nắng tan da đấy. Và cũng đặc biệt là nếu mà các bạn đi peel ở spa á, tức là các bạn đi kiểu như là lột da chết hóa học ở spa đó, thì là các bạn phải đặc biệt chờ khoảng độ 1 tháng sau khi mà các bạn peel ở spa thì các bạn mới nên sử dụng máy triệt lông nha. Tí nữa mình sẽ giải thích sau. Ngày hôm nay để làm video cho các bạn xem thì mình sẽ xử lý hai vùng da theo hai cách khác nhau. Đối với chân thì là mình đã cạo rồi, thế nhưng mà đối với cái vùng dưới cánh tay thì bây giờ chúng mình sẽ wax bằng cái miếng wax như thế này. Lý do tại sao chúng mình wax để lấy cái chân lông ra khỏi cái vùng da của chúng mình, ra khỏi cái lỗ chân lông ấy, thì là mình một tí nữa mình sẽ giải thích. Thế nhưng mà các bạn sẽ thấy được là cái sự khác nhau giữa cái việc cạo lông với cái việc wax lông là như thế nào. Và các bạn sẽ biết được là nên áp dụng như thế nào trong từng trường hợp nha. Khi mà wax á, thì là mình dùng cái miếng bự như thế này, rất là bự. Bởi vì thực ra là gần như là cái dưới cánh tay của mình không có còn lông nữa rồi. Cho nên là dùng cái miếng bự như thế này lột ra thì nó cũng không đau, thực ra là không đau. Nhưng mà nếu mà các bạn cũng vẫn còn nhiều lông ở dưới cánh tay thì là các bạn hãy sử dụng những cái miếng nhỏ đó, các bạn làm dần dần, chứ không thì nó sẽ rất là đau nha. Các bạn nhớ mấy tiêu chí của chúng mình không?
sạch, khô, không bôi gel, không bị thương và đã cạo lông cho nó sạch. Đó. Sau khi mà chúng mình đã chuẩn bị da của chúng mình rồi thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu triệt lông bằng một cái máy cá nhân như thế này. Đây là máy Smooth Skin và cái nguyên lý của nó là nguyên lý IPL, là cái ánh sáng mà các bạn cứ hình dung một cách dễ hiểu thì khi mà chúng mình chiếu cái tia sáng đó vào da thì là nó sẽ đi xuống dưới da và nó sẽ được hấp thụ bởi những cái melanin ở dưới da. Melanin là gì? Chính là những cái lông mà chúng mình để lại ở dưới chân lông khi mà chúng mình cạo đi và chỉ dọn cái phần ở trên bề mặt da thôi. Bởi vậy rất quan trọng là chúng mình cạo sạch lông ở trên bề mặt da. Nếu mà cái lông mà ở trên bề mặt da còn lại nhiều đó mà chúng mình sử dụng cái ánh sáng này, melanin ở cả dưới da lẫn trên da nó hấp thụ ánh sáng thì là chúng mình sẽ bị nóng quá, bị đau. Cho nên rất quan trọng là trên bề mặt da là đã sạch lông rồi, chỉ còn cái lông ở dưới cái lỗ chân lông mà thôi, để cái lông ở đó nó sẽ hấp thụ cái ánh sáng này. Và sau đó thì cái điều mà cái ánh sáng này làm á, là nó sẽ vô hiệu hóa cái cơ chế mọc lông. Tức là cái lỗ chân lông của chúng mình vẫn thế, nó vẫn ở đó, chỉ có điều là cái lông nó không mọc lên nữa thôi, nó mất cái cơ chế đó. Một cái liệu trình tiêu chuẩn của cái máy này sẽ là khoảng 12 tuần kể từ khi các bạn bắt đầu dùng. Các bạn sẽ dùng hàng tuần, mỗi lần một tuần trong suốt 12 tuần, tức là 12 cái liệu trình các bạn làm trong 12 tuần. Sau đó các bạn chỉ có, người ta gọi là touch up, tức là dặm lại mỗi tháng một lần thôi. Thì về cơ bản sau cái 12 tuần đó thì rất nhiều lỗ chân lông nó đã bị vô hiệu hóa rồi. Thế cho nên là cái lượng lông mà nó vẫn tiếp tục mọc lên, tại vì lông thì nó sẽ không được triệt toàn bộ cùng một lúc, tại vì mỗi cái lông ấy, nó ở một cái giai đoạn khác nhau. Những cái lông ở trên da của bạn nó không cùng một giai đoạn. Ví dụ như là bạn bứt cái này ra thì cái kia nó vẫn còn, thì cái này nó dần mọc lên, nó ở cái lông đó nó ở những cái giai đoạn khác nhau trên da của chúng mình. Thế cho nên là cần 12 tuần để chúng mình có thể xử lý gần như là hết các cái lông ở trong lỗ chân lông. Sau đó thì là chúng mình dặm lại mỗi tháng một lần. Mình thì mình đã làm một năm nay kể từ khi mà mình dứt sữa mẹ rồi, thế cho nên về cơ bản lông của mình thì nó cũng về cơ bản là nó hết rồi. Lâu lâu thì là mình sẽ dặm lại một lần, thưa hơn cả cái tần suất một tháng một lần nữa. Mình nghĩ bây giờ là khoảng vài tháng thì mình sẽ dặm lại một lần tùy theo nhu cầu thôi. Cái video này thì chúng mình có sự hợp tác của Smooth Skin, và bình thường khi mà một hãng với một cái máy gì đó mà người ta liên hệ với mình đó thì là mình sẽ cần khoảng một thời gian tương đối để mình có thể thử sản phẩm, để mình có thể kết luận xem là cái sản phẩm đó có phù hợp hay không và mình có xác nhận hợp tác với người ta hay không. Thế nhưng mà lần này khi mà bên Smooth Skin người ta liên hệ mình để người ta hợp tác và người ta nói là sẽ gửi sản phẩm cho mình dùng thử đó, thì mình mới nói là không, thực ra không cần đâu, mình đã dùng sản phẩm của người ta đã một năm nay rồi, xong rồi. Và mình ok, mình xác nhận hợp tác. Cái hãng Smooth Skin này thì ok lắm các bạn, cứ yên tâm, đây là hãng của Anh. Mình đã biết đến cái hãng này kể từ khi mà mình đi du học ở bên đó thì là mình đã biết rồi. Bây giờ người ta nhập khẩu từ Anh về Việt Nam đó. Đấy là lý do tại sao mà chúng mình sẽ có cái ổ cắm ba chạc. Ở Việt Nam thì chủ yếu là các bạn sẽ có những cái ổ cắm mà hai lỗ đúng không? Thế cho nên là nếu mà ở nhà các bạn có những cái ổ cắm hai lỗ chứ không phải là ổ cắm đa năng thì các bạn sẽ cần những cái này, cắm nối điện mà nó có ba lỗ. Và đây là cái lỗ có thể cắm được tất cả mọi loại phích cắm. Thì mình sẽ cắm điện vào đây. Khi mà cắm điện vào thì là cái máy nó sẽ tự động nó bật lên luôn. Các bạn có thấy cái đèn xanh xanh không? Đó. Và sẽ có một cái tiếng kiểu như là tiếng gió vậy đó, chứng tỏ là cái máy nó đã bật lên rồi. Cái nguyên lý của cái máy này thì rất là đơn giản. Nó chỉ có hai nút thôi. Một là nút bấm, đây là cái nút để chạy máy này. Còn đây là cái nút để chọn chế độ. Khi mà các bạn không thấy cái đèn nào bật lên, tức là cái chế độ powerful nó đang on. Chế độ powerful là gì? Mạnh. Còn khi mà các bạn ấn một cái thì nó sẽ hiện ra hình cái lá. Cái lá là chế độ nhẹ, nhẹ nhàng, gentle. Còn tiếp tục cái đồng hồ là cái chế độ nhanh để mình lướt đi, chứ mình không dùng. Tí nữa mình sẽ mô tả cho các bạn để các bạn sẽ thấy hai cái sự khác nhau giữa những cái chế độ này. Đối với những bạn mà lần đầu tiên xài máy ấy, thì là các bạn hãy sử dụng cái chế độ gentle, cái chế độ nhẹ thôi là một. Và cái thứ hai là các bạn hãy test, tức là các bạn hãy sử dụng ở một vùng da rất là nhỏ thôi. Sau đó các bạn chờ một hôm để các bạn có thể thử xem là cái phản ứng da của mình như thế nào, có vấn đề gì không. Cái trường hợp đó thì nó rất là hãn hữu thôi, bởi vì cái máy này về cơ bản là an toàn, chứng nhận FDA Mỹ, không có vấn đề gì đâu. Thế nhưng mà phòng khi các bạn có những cái vấn đề rất là đặc thù, nhạy cảm về da, hay là các bạn bị tràm, eczema, thì có thể là những cái làn da đó nó sẽ phản ứng với cái máy. Thế thì cẩn tắc vô áy náy, các bạn hãy test một vùng da rất là nhỏ, sau đó đợi một hôm,
24 tiếng đồng hồ cảm thấy ok thì mình tiếp tục dùng. Đó. Bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu với cái chân của chúng mình. Và như các bạn thấy đấy là mình đã đổi góc quay rồi, mình đã ngồi trước một cái gương rồi. Các bạn có để ý là khi mà mình đi triệt lông ở spa đó, cả mình lẫn cả cái người nhân viên đều phải đeo một cái kính để chống cái tia sáng đó. Thế thì đối với cái máy này á, bởi vì nó là home use, nó là personal device, tức là thiết bị cá nhân, thì người ta đã làm cho cái ánh sáng đó nó tương đối là an toàn rồi. Tuy nhiên là người ta không có khuyến cáo là mình nhìn trực tiếp vào cái vùng da mà đang được xử lý. Nếu được thì là chúng mình hãy nhìn vào gương thôi, để như thế để bảo vệ mắt cho nó tốt nhất. Và các bạn không cần đeo kính bảo hộ. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu với cái cẳng chân. Và dành cho cái cẳng chân đấy thì là mình sẽ dùng mốt nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì cẳng chân là một cái vùng rất là rộng, chúng mình sẽ muốn là thao tác nhanh hơn cho những cái vùng đó. Các bạn áp vào da sao cho vuông góc với da, và cả cái đầu này nó sẽ phải áp vào cái vùng da của chúng mình. Các bạn ấn giữ cái nút lớn này và các bạn miết xuống. Không nên nhìn trực tiếp vào cái vùng da mà mình đang làm, chỉ nhìn vào gương. Cái chân mình nó sạch lông quá rồi cho nên là cái máy nó không có bắt nhiều. Nếu mà các bạn nào mà còn nhiều lông ở dưới lỗ chân lông đấy thì là nó sẽ tạch 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 nhanh lắm. Nó sẽ tạch 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 liên tục ấy. Thì đối với cái chế độ nhanh ấy, thì chúng mình rất là nhanh chóng như thế thôi. Chỉ cần ấn thế xong rồi vuốt xuống như thế, thì một cái cẳng chân mặc dù là cái vùng da nó rộng, nó cũng sẽ rất là nhanh. Và bởi vì cái lông của mình nó đã rất là mỏng rồi, rất là ít, rất là thưa rồi, gần như là hết rồi. Thế cho nên là cái độ nóng mà mình cảm thấy ấy, nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Các bạn có thấy cái vùng đầu máy ấy, nó kéo dài từ đây tới đây, và cái ánh sáng nó phát đều ra cả cái ô vuông này luôn. Thế nhưng mà đối với những cái vùng da mà nó nhỏ hơn và nó cần cái sự chính xác hơn, nó hơi lắt léo hơn thì sao? Chúng mình có một cái đầu. Cái đầu này sẽ được sử dụng khi mà chúng mình cần phải thao tác ở một cái vùng da nhỏ và chính xác. Lắp vào đầu như thế này, nhẹ nhàng thôi, nó sẽ có một cái hút giống như là nam châm ấy. Và như các bạn thấy đấy, thì cái ô chữ nhật nó đã được thu nhỏ lại rồi. Cái này thì là chúng mình dùng ở đâu? Những cái vùng ví dụ như là ngón chân này. Đó, đối với cái vùng ngón chân thì mình không có lướt nữa, mà mình chỉ đưa chính xác vào cái vùng đó, ấn một cái là được. Cái chế độ bắn nhanh như vừa rồi thì là các bạn có thể sử dụng ở những cái vùng da mà nó lớn, ví dụ như là cẳng tay, cẳng chân này, thì là cái vùng da lớn. Một vài bạn có hơi có lông ở vùng trái đào một chút đấy, thì là các bạn cũng sẽ có thể sử dụng cái mốt nhanh được. Mặc dù là nếu mà các bạn sử dụng đằng sau lưng hoặc là ở dưới trái đào đó, thì là các bạn sẽ có lẽ là sẽ thuận tiện hơn nếu mà một người khác làm cho các bạn. Chứ còn để mà vòng tay ra đằng sau thì nó cũng hơi khó đấy, đúng không? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ xử lý cái phần ở dưới cánh tay. Và ở dưới cánh tay thì là mình sẽ sử dụng theo một cách khác, cũng như là sử dụng một cái chế độ khác. Cái vùng nách thì mình sẽ không cần cái đầu thu nhỏ, thế cho nên là chúng mình sẽ gỡ ra. Và dành cho cái vùng này á, thì cá nhân mình sẽ không có dùng mode gentle, mình sẽ không có dùng mức nhẹ. Mình sẽ dùng mức powerful, là cái mức mà nó mạnh luôn. Tại vì thứ nhất là mình dùng quen rồi, cái thứ hai là lông mình cũng không còn nhiều nữa, thế cho nên là mình cũng không, gần như là không cảm thấy gì. Thường thì cái cảm giác nó sẽ hơi nóng, hơi châm chích một chút xíu, tùy vào cái mật độ lông. Bởi vậy cho nên là chúng mình mới wax cái vùng nách. Bây giờ mình lấy ví dụ cho các bạn là một cái vùng nách mà nó vẫn còn rất là sơ khai ha, nó vẫn còn rất là nhiều rừng rậm đấy, thì là cái mật độ lông nó sẽ rất là dày, và bản thân cái chân lông ấy nó cũng rất là kiểu nó dày, nó cứng ấy. Thế thì nếu mà các bạn chỉ có cạo đi thôi, các bạn để lại một cái mật độ lông rất là dày ở dưới da, thì là các bạn sẽ đau hơn. Cho nên là khi mà chúng mình wax đi, tức là cái wax ấy nó lấy đi cả cái chân lông luôn, nó để lại một số. Tại vì sao? Tại vì wax nó không bao giờ 100% hết rồi, nó không bao giờ rút đi được 100% lông, kiểu gì cũng có một tỷ lệ kha khá. Theo như mình quan sát được là ít nhất cũng phải 20-30% cái lượng lông nó bị đứt. Tức là nó bị đứt ở trên bề mặt da và cái lỗ chân lông nó vẫn còn ở phía dưới. Tức là khi mà chúng mình wax đi như vậy á, thì là chúng mình giảm cái mật độ lông ở dưới lỗ chân lông đi. Thế cho nên là chúng mình sẽ phải sử dụng máy lâu hơn một tí, để từ từ cái đợt lông nó mọc lại, từ từ, rồi mình cứ làm từ từ. Các bạn chịu đau được thì các bạn cứ chỉ cạo thôi, nhưng mà chỗ nào đau quá thì mình gợi ý là hãy wax đi nha. Vùng dưới cánh tay là 1, vùng bikini là 2, nên wax, sau đó thì dùng máy. Bây giờ chúng mình bắt đầu sử dụng cho cái phần dưới cánh tay. Và cái phần dưới cánh tay nó sẽ hơi khác một chút khi mà chúng mình không sử dụng nhanh nhá. Thì là chúng mình sẽ đưa vào cái điểm đó rất là chính xác. Đưa vào, thấy cái vạch nó đi lên màu trắng chứ không phải đèn đỏ nha. Đèn đỏ là đang thao tác sai. Thấy cái đèn trắng rồi, nhấn một cái, tạch. Rồi mình đưa xuống, mình bấm cái nữa, tạch. Xong rồi mình lại đưa xuống, mình bấm cái nữa, tạch. Xong rồi mình đưa xuống, mình bấm cái nữa, tạch.
cứ như thế cho nó hết nách thôi. Lý do tại sao mình không cảm thấy gì là tại vì nó ít lông quá rồi, nó không còn gì nữa rồi đó. Thì đó là cái cách mà chúng mình sẽ sử dụng cái máy. Đối với các vùng da khác thì các bạn hãy phân tích cái mức độ chịu đau cũng như là mật độ lông, cũng như là cái sự lắt léo ở cái vùng đó để các bạn áp dụng như là cái cách mà chúng mình vừa làm thôi. Đối với những cái vùng hơi đặc thù một tí nha, ví dụ như là phần ria mép chẳng hạn, thì là các bạn hãy đầu tiên là phải dùng cái đầu này nha, đầu thu nhỏ dành cho cái vùng ria mép. Thế nhưng mà các bạn cần phải lưu ý là về cơ bản á, dùng được cho ria mép, và một số bạn nữ sẽ có một cái hơi hơi có thể là có tóc mai xuống dưới này mà các bạn muốn nó bớt đi một chút thì các bạn có thể dùng ở đây. Một số bạn nữ có một chút lông ở cằm các bạn cũng có thể triệt, một chút lông ở cổ các bạn cũng có thể triệt. Tuy nhiên lưu ý giúp mình là thứ nhất, không bao giờ triệt lông mày và những vùng mà gần mắt bằng cái máy này hết. Cái thứ hai là các bạn nam không nên dùng để triệt râu. Tại vì sao? Cái râu của nam á, nó khác với một chút cái lông mặt của nữ. Lông mặt của nữ nó nhẹ nhàng, râu của nam á, nó quá đen và nó quá dày. Và khi mà các bạn sử dụng ở trên những cái vùng mà các bạn mọc râu này này thì các bạn sẽ rất là dễ bị tổn thương da. Tại vì cái lượng melanin nó lấy cái ánh sáng nó bị nhiều ở đó quá. Cho nên các bạn hãy cực kỳ thận trọng. Sau khi mà xong xuôi đâu vào đó thì chúng mình sẽ bắt đầu dưỡng da. Cái cảm giác của các bạn lúc này ấy, nên là bình thường, không đau đớn, không ngứa, không có kích ứng, không có đỏ, không có gì hết á. Tức là cái làn da của mình nó nên là hoàn toàn bình thường. Chúng mình sẽ bắt đầu dưỡng da và chúng mình sẽ bắt đầu với một cái kem dịu da. Đây là kem dịu da của La Roche Posay. Cái này mình xài cho mây, thế nhưng mà mình xài cả cho mình nữa. Cả người trẻ con, cả người lớn đều có thể xài được. Mỗi khi mà mình cảm thấy là hơi da hơi bị khó chịu, cháy nắng hay là gì đó thì là mình thường dùng đó. Rồi, dịu da xong thì là bây giờ mình sẽ bôi lotion để dưỡng ẩm một chút thôi. Đây là lotion của La Roche Posay. Các bạn có thể dùng lotion, bất cứ lotion gì, nhưng mà những cái lotion gì mà nó nhẹ nhẹ một tí. Cái này nó rất là nhẹ. Cái bước làm dịu da và dưỡng ẩm da sau khi mà sử dụng máy ấy, thì không có gì quá đáng nói. Nhưng mà một bước rất là quan trọng, chống nắng. Sau khi mà các bạn sử dụng cái máy này ở trên da thì da có thể là nó sẽ nhạy cảm hơn với ánh nắng. Vì thế các bạn cần phải chống nắng rất là kỹ. Và bởi vì cái đặc điểm này cho nên là mình cũng không khuyến khích các bạn chạy máy ngay trước một cuộc đi chơi, đi du lịch, mà đi biển, mà đi tắm nắng, tắm biển các thứ nha. Nói chung là nó cũng sẽ có nhiều biến số. Ví dụ như là cái sức bảo vệ của cái kem chống nắng mà bạn xài, cũng như là cái cách mà bạn che chắn. Các bạn có mặc quần áo bơi mà chống tia UV hay là không thì nó cũng nhiều biến số. Thế nhưng mà nếu mà để ăn chắc nha, nếu mà mình để gợi ý cho các bạn một cái phương án mà nó ăn chắc nhất, thì trong 12 tuần mà các bạn sử dụng máy ấy, nếu là mình thì mình sẽ trong 12 tuần đó sẽ không đi một cái chuyến du lịch nào mà nó kiểu như là tắm nắng, tắm gió ở núi, ở biển đó. Thì là mình sẽ cố gắng hạn chế cái vấn đề đấy. Sau đó đến khi mà sau 12 tuần rồi mình chỉ xài máy một tháng một lần để dặm lại thôi đó, thì là các bạn hãy đi du lịch bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng mà để ý, thứ nhất là bôi kem chống nắng. Dù có xài máy hay không thì cũng nên bôi kem chống nắng cả, chứ không nói chuyện gì đến cái chuyện xài máy. Nên bôi kem chống nắng đầy đủ, che chắn một chút nếu có thể, và đừng dùng máy quá sát cái ngày mà mình đi du lịch. Sau khi mà các bạn chạy máy xong như thế này thì trong khoảng vài ngày nữa các bạn sẽ thấy là những cái lông mà còn ở dưới cái chân lông đó, ngày hôm nay mình triệt thì là nó sẽ bị đẩy ra, gần giống như là nó bị đẩy ra khỏi cái lỗ chân lông ấy, kiểu như là nó rụng ra ấy. Thì mình không cần nhổ, cứ để nó tự rụng ra thôi. Từ từ khi mà các bạn sử dụng đúng cách và đều đặn theo đúng khuyến cáo, đừng có vì sốt ruột mà sử dụng nhiều hơn, thường xuyên hơn thì cũng không nên. Một thời gian các bạn sẽ thấy cái lông nó nhạt dần, nó thưa dần, và nó thưa nhiều khi đến cái mức là nhìn sẽ không thấy nữa. Lâu lâu nhìn kỹ thì cũng sẽ vẫn thấy có thể là sót một cái ở đâu đó, hay là có một chút lông tơ ở đâu đó. Nhưng mà về cơ bản là gần như hoàn toàn lông của các bạn sẽ được xử lý. Khi nào mà chúng mình cảm thấy cần thiết thì là chúng mình lôi máy ra, chúng mình dặm lại một lần thôi, không có vấn đề gì cả. Thế thì nếu mà các bạn xem video đến giờ này thì các bạn sẽ có thể có một câu hỏi là: thế thì mình nên mua máy để tự làm tại nhà hay là chúng mình nên đi spa để làm theo liệu trình của người ta? Cách nào nó cũng có cái được cái mất của nó, phù hợp theo từng giai đoạn cuộc sống của các bạn. Cái được của việc đi spa là các bạn có một người khác làm cho các bạn, kể cả những cái vùng lông mà nó hơi, nhiều khi nó hơi lắt léo một chút, nó hơi khó thao tác một chút, thì cũng sẽ có một cái người người ta làm cho các bạn. Thế nhưng mà nó sẽ mất thời gian hơn để đi lại, và nó sẽ mất nhiều chi phí hơn. Làm tại nhà đấy thì nó sẽ
tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm được thời gian, các bạn chủ động hơn. Thế nhưng mà khi mà mình tự làm thì mình sẽ phải chấp nhận là sẽ có những cái vùng da mà nó hơi khó thao tác một chút. Các bạn thấy trên body của chúng mình đấy, sẽ có những cái vùng mà nó hơi lắt léo. Thì là các bạn sẽ phải chấp nhận cái được và cái mất của mỗi phương pháp, phù hợp với cái giai đoạn cuộc sống cũng như là ưu tiên của các bạn ở cái giai đoạn đó. Thì đó là cái cách mà mình triệt lông tại nhà. Rất hy vọng là các bạn đã có thể tham khảo và cũng có thể tự làm giống như mình. Đây là máy Smooth Skin và đây là dòng Pure Fit. Video ngày hôm nay thì có hợp tác cùng với Smooth Skin, và ở dưới phần mô tả cũng như là bình luận thì mình sẽ để link sản phẩm cũng như là một cái mã đặc biệt một chút dành cho các bạn mà xem video ngày hôm nay. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu muốn mua máy với một cái giá ưu đãi hơn thì là các bạn có thể tham khảo. Rất hy vọng là các bạn đã thích video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem và xin chúc các bạn có luôn luôn có một làn da mịn màng và sạch video lông nhá. Tạm biệt các bạn.